bạn nhé. Đấy, nắp sang cái phên đầu tiên này mà khó quá nhỉ. Biệt quý các bạn. Xin chào các bạn. Nấu ăn mì tôm buổi sáng. Mì khoai. Hết rau rồi.
Chào quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn nhé. Nắp xuyên xỏ từng lỗ có mình đang làm lồng chim. Thì chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đây nắp sang cái phên đầu tiên này mà khó quá nhỉ.
biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn. Nấu ăn mì tôm buổi sáng. Mì khoai. Hết rau rồi. Chào quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đấy, nắp sang cái phên đầu tiên này mà khó quá nhỉ.
đột quỵ các bạn. Xin chào quý vị các bạn nhé. Lắp xuyên cho từng lỗ có mình đang làm lồng chim. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn. Nấu ăn mì tôm buổi sáng. Mì khoai. Thank you.
chào quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đây mình đang cắm nước để ngâm cho thịt bê. Tối hấp cho nó giã đá ngâm để giã. Rồi. Chị Mai ơi. Tụi.
Cho
Bạn làm gì vậy? Hả? Mình nói tiếng đây ta biết làm sao. Xem nào. Đâu cháu nhìn tiền nẻ nào để mua gì? Hả? À đâu đi hả? Đồ điện vẫn còn, Mai Ninh, nhà vẫn còn, nhà mình còn mỗi mấy cần gì kho, Mai Ninh bát. Mai Ninh nhìn nổi đỗ đen phát ra. Thank you.
Làm này mày đưa cái áo ra này. Để dưới kho đây. Gì không? Hả? Thôi để anh đi tắm phát. Để bước lên nhà. Sao trông ở dưới nhà mình nó bán mấy trăm nghìn một cân nhỉ? Siêu thị nó bán đắt này. Không. Mấy trăm nghìn cướp đâu ra? Không. Thật rẻ, nó có nhiều loại. Thì ăn ngon bùi lắm để bán cho chân gì
đi tắm. Được là buồn rồi. Thank you.
ấm mới đủ được. Chào nước ở đây thế nào? Ai xưa.
Ông bà em đi đấy. Bắt tao chờ cho xếp à. Đi tìm bố à? Ra ra. Ra bố đi.
Giặt ít thì đến đây mà giặt này. Đỡ phải đi xa khổ ra. Đấy, giặt ở đấy. Nước nó nhiều, không phải đi xa nữa, trên kia làm gì. Cho mấy cái lá chanh và tẩm mùi thơm các bạn. Cậu ơi, bảo vợ mày chú ra đây mà giặt đỡ phải đi xa kia vất vả khổ ra. Đây đầy nước mà. Cây chanh như vậy mình bật cái ná này cho mình nước tắm, mình tắm mình ná chanh thơm.
Anh chán mày rồi đấy. Hot chả thấy hot. Ăn thì toàn ăn khôn mồm. Cười gì mà cười. Không được. Chim có ngần Yeah.
Tưởng nó mang quần áo đi giặt. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đây nắp sang cái phên đầu tiên này mà khó quá nhỉ.
biệt quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn nhé. Lắp xuyên xỏ từng lỗ có mình đang làm lồng chim. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Xin chào các bạn nhé. Đây mình đang có ôm nước để ngâm cho nó thịt bê. Tối hấp giã đá ngâm để giã thank you.
Thôi. Chị Mai ơi. Thôi. Thank you.
Cho. Bạn lau gì á? Hả? Mình nói tiếng đây ta biết làm sao. Xem nào. Đố cháu nghìn tiền nẻ nào để mua gì? À đồ đi à nó. Đồ đi à vẫn còn. Mai Ninh. Nhà vẫn còn. Mình còn mấy cần gì kho. Mai Ninh bát. Mai Ninh nhìn nổi đỗ đen phát ra. Thank you.
Anh ơi, mày đưa cái áo ra này. Để kho đây. Gì không? Hả? Thôi để anh đi tắm phát. Để vứt lên nhà. Sao chung ở dưới nhà mình nó bán mấy trăm nghìn một cân nhỉ? Sao á? Siêu thị nó bán đắt mà. Không. Mấy trăm nghìn cướp đầu ra. Không. Thật rẻ, nó có nhiều loại. Thì nó ăn ngon bùi lắm. Để bán cho chân gì.
ชีวิตคนเฮาดีตาม
ấm mới đủ được. Chào nước đây nào.
Ông về. Em đi đến. Trông chờ cho sếp à? Đi tìm bố à? Ra đây. Ra bố đi.
giặt ít thì đến nơi mà giặt này, đỡ phải đi xa khổ ra. Đấy, giặt ở đấy, nước nó nhiều, không phải đi xa lên trên kia làm gì. Cho mình cái lá chanh và tẩm nhiều thơm các bạn. Cậu ơi, bảo vợ mày chú ra đây mà giặt đỡ phải đi xa kia vất vả khổ ra. Đây đầy nước mà. Cây chanh như vậy, mình vặt cái lá này cho nước tắm, lá chanh thơm.
anh chán mày rồi đấy. Hot chả thấy hot. Ăn thì toàn ăn khôn mồm. Cười gì mà cười. Không được. Chim có ngần Yeah.
Tưởng nó mang quần áo đi giặt. Tưởng nó mang quần áo đi giặt. Chào tạm biệt quý vị các bạn.